của chúng ta chính là mì gói trong chảo chiên. Đây là cái chảo mà thường ngày dùng để chiên đồ cúng rồi chiên thịt nướng rồi đó. Nhưng mà anh em mình sẽ dùng để nó nấu mì ăn. Để đây ăn nhẹ nhẹ thôi, ăn 4 gói mì thôi. Với tất cả các nấu chung với tất cả các loại nấm nữa. Rồi mình ăn với kim chi. Mình sẽ bỏ thêm vô một ít manừ, tỏi. Rồi hành ba rô vô nữa. Hành ba rô. Nấm này bên Việt Nam gọi là nấm gì không biết nè. Mọi người nhìn coi. Nấm gì đây nè. Đó, bỏ vô luôn. Còn đây là giống như nấm đùi gà mà mini gì đó. Bỏ vô luôn. Trời ơi, nó dăm. Còn đây là cái nấm mình yêu thích nhất. Ngày hôm qua ăn thấy ngon dã man. Bỏ vô luôn. Tuyệt rồi. Nghe thảm ơn kìa. À yêu. Nghe thảm ơn kìa. Chồng mình nói mình có tỉnh không? Wow, mấy chiếc kích ta ngon quá. À, chưa đi. Hai chồng mình sẽ ăn kèm với kim chi. Đứa dễ ăn đi. À, chị có Hà Duy nhỉ? Ít là Hà Duy rồi. Chồng mình nói Hà Duy nó mới thích vậy nè, cho nên là cổng Hà Duy. Ồ, mời mọi người ăn miếng nè. Ôi dồi. Trời ơi mì ngon mọi người, ngon. Ồ, mọi người ăn thử miếng nấm nè. Nấm mèo gì nè. Mộc nhĩ gì nè. Ngon lắm. Không bao giờ. Nói sao lắm. Ăn thử đi anh. Hãy thử miếng nước coi nó làm sao nha. Nước mì rất là ngon luôn á. Kim chi mình phủ lên trên mì á, xong mình kéo lên gì nè, mình ăn nó ngon lắm. Ya, sí que es muy bueno, ¿eh? Wow. Uy, pitina, se lo puse a tu cara.
아니요. 그럼 그냥 나 좋아해서. 내 이해가 안 가네. chồng mình không hỏi sao mình phải ăn nấm dữ vậy. Mọi người Việt Nam phải ăn nấm lắm mà. Mình nói là đâu phải đâu, tại tại vì mình thích ăn nấm thôi. Có ai thích ăn nấm giống Tiên thì để lại một like và comment nha. Hôm nay thời tiết bên ngoài rất là tệ. Trời rất là lạnh luôn mà không có nắng, mu mu ù ù. Hôm nay là chủ nhật nè, phải mà nắng ấm đẹp á thì mình đã đi chơi rồi. À, dẫn theo đi chơi rồi nhưng mà lạnh quá nên cuối cùng lỡ nhà ăn mì luôn. Lạnh mà nó không có được đẹp nữa chứ. 이거 어디서 자란 거야? 너무 잘 알아. 아, chồng mình hỏi là cái nấm này nó mọc ở đâu? Nè. 나 너무 잘 안다고. 예. 무슨 나무에? 근데 이름만 잘하는 애들. 벌써 이게. 잘 모르겠어요. Chồng nói là nấm này nó chỉ sống vào mùa hè thôi sao? Không biết nhưng mà. 죽고 오래된 나무들이 이거 세 개야. 죽은 나무를 그렇게 자랐다고? 예. 뭐 나는 sống ở những cái cây mà mục chết á. 죽은 나무에 자라면 먹으면 안 되지. 죽은 나무 먹을 수 있지. 병 걸린다니까. 엄마 nói nó mọc ở chỗ chỗ mấy cây mà lâu năm mà chết mục á thì ăn đâu được, ăn bệnh chết. Nó đùa vậy đó. Nhưng 이거 다 먹고 우리 쉬는 게 문제야. 돼. 이거 못 쉬거든. 닦으면 돼. 어떻게 닦으려고? 그럼 mình nói là ăn xong cái này quan trọng là rửa cái này nè. Với lại ông nói mình ăn giống như chết đói vậy. Mà trong khi mình làm nó có 2 tô hay gì à? Mà ông đã bao bốn tô luôn rồi đó. Trời ơi, anh thì bị dập băng quá. Cảm ơn. Tôi cũng nó mang thì làm luôn.
맨날 지려나 토종지가 아니면은 뭐지? 토종지가 땅에서 잡았어 논에서 그 찾기 힘드나? 아니 쉬워? 비 많아? 다 신용지가 신용지가 신용 먹을 수 있는 신용지가 못 먹는지도 따로 있나? 뭐 못 먹는데 제일 좋아해 큰 거? 지나 똥 뭐지? 내가 지금 왜 이거 얘기하냐면은 생각이 나서 얘기하는 거다. 자, mình hỏi là bên Việt Nam chuột á là chuột ăn được á là nó ngoài đồng ăn được không? Mùa ăn chuột thì ta nhìn thấy cái con chim cứ một mốc cô. Rồi con chuột nào không ăn được thì con chuột mà nó ở ngoài chợ nó ăn rác rưởi rồi không ăn được. Thì con chuột trong đồng nó ăn lúa nó ăn này kia thì nó sạch sẽ thì nó ngon đúng không mọi người? Phát thể nên chi được mà má xích cô chỉ cha thì là tổ sĩ nên chi được một mốc chị. Vì mùng này à cứ kiếm tiền mà nó sao? Anh tôi đâu có một cái nào. À tôi đâu có còn phát triển được một mốc để. Sai. À không. À, cũng mong nhỉ. Chuột trong đồng thì nó ăn lúa, ăn sâu, ăn bọ được. Cốc nhái, tả lương được. Nắm nó xin ăn à? Hả? Hát xin ăn à? Chào mình hỏi mình nói chắc không? Ờ? Cứ đồ. Ai xuống gặp nên thì sao trời? Chứ chứ nó đã mất ngưng cả nhá. Khớ kìa mà nó để nó lên chứ nữa. Nãy mà thôi. Mà tôi bố khả. Mà con chuột ngoài đồng mà bự chuột cống cục chuột cống nhung chuột cống lan rồi đó nghe chắc cỡ này à. Chắc cỡ này à. Imana ta gu. Imana chi ga inna. Kiji ma imai gu. Không tin hỏi làm gì mẹ. Ông hỏi mình mới nói gì đó. Ani. Anh biết chưa mấy quỷ muốn được bao nhiêu nè. Ở lương tôi xem. Tám số. Ở lương tôi xem. Ani cũng mới xong. Muốn là gu ăn nè. Hỏi qua sao ăn trời ơi. (웃음) 아니 그 쥐가 이렇게 커진다고 이만하게 논에 있는 쥐가 커진단 말이야 아니지 이만 커진다고 그 쥐가 이만큼 커요 그 논에 있는 쥐가 어 다 아이 다들 아닌데 그만큼 큰 종류 있어요. Mình nói là cứ gái cả. Mình nói là ngoài đồng á là có con chuột nó bự. Cái chiga 아니고. Cả bắp tay luôn. 우리나라에도 있어. 치가 아니고. 이름 모르겠다. 무슨 치지 그게. 안 넣은 얘 얘 다 con chuột. 노트 아니야? 노트. 아 이. Không phải con chuột chứ con gì ông nội. Lấy không lấy con tròn. 아무도 그 치가 아니고 뭐 이. 키. 치가. 그렇지 맞다 하자. 뭐 배불러 어우 정신이 없어요 너무 많이 먹어가지고 해놓은 해놓은 ăn cho cố vô lúc đầu ăn một lượt 3-4 tô ăn từ từ tôi đợi vợ cùng ăn chồng mình ăn thì cũng nhanh chứ á cứ cứ mà đi 얘 상처나 많이 했다 만약에 이 판이 없고 어? 판이 없고 판이 없고 어? 이 판을 버릴 수 있으면 가질 수 있으면 꺾어도 상관없는데 이 꺾어버리면 이 통째로 바꿔야 되잖아 그러니까 돈이 많이 들어 chồng mình nói mà lấy cái này mà cạo cạo như là banh cái nồi này là bỏ luôn nè cái cây sắt này nè tô về chứ mà bỏ hết cho nè ông nói con cho coi nữa hả đâu có để chân vậy thôi để chân mình nói tạm biệt thôi yến xài hello thôi hôm nay qua tới đây thôi hai chồng mình ăn no nê rồi còn dư ít nấm này do cái tánh mình đói con mắt nè nấm này để
vớt ra, vớt ra mình vớt ra mình bỏ vô cái nồi nấu canh á, mình bỏ vô nồi canh mình ăn tiếp ha. Nó bỏ. À, ơi, ông mình có thân này rồi. Anh bắt chưa? Một đứa sợ. Không biết là mẹ chồng mình có thấy cái bông này chưa nữa. Mẹ chồng mình phá chồng bông chồng qua lắm. Ở nhà mình là chồng bông qua mua về hoài à. Đây nè, đây đây. Đây là cái chậu bông của chị ấy nè, hai màu. Chị ấy mua hai chậu luôn. Đó, chậu màu xanh với chậu màu này nở rồi để hai bên cái này nè. Hyacinth tên của cái bông này nè. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Nhớ đăng ký like và subscribe cho Diệu Anh TV. Anh nhau, tạm biệt. Bye bye. Bye bye.